Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video cho thấy trực thăng tấn công và trinh sát K-52 Alligator của Nga xuất kích, bắn nổ và tiêu diệt một xe chiến đấu bộ binh của Ukraine bằng hệ thống tên lửa chống tăng Vikhm trên mặt trận Krasny Liman. Theo Bộ Quốc phòng Nga, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chiến đấu, các phi công đã tiếp nhận tọa độ mục tiêu, sau đó khai hỏa phá hủy xe bọc thép của Ukraine. Các phi công trực thăng đã tiếp cận khu vực chiến đấu ở độ cao cực thấp, điều này khiến họ không bị hệ thống phòng không của đối phương phát hiện. Trực thăng K-52 là trực thăng chiến đấu đa năng có thể hoạt động trong mọi thời tiết và thực hiện nhiều nhiệm vụ như trinh sát, chỉ định mục tiêu và tấn công. Nó được trang bị hệ thống điện tử hàng không và vũ khí tiên tiến, có khả năng phá hủy xe tăng đối phương bằng đạn xuyên giáp đặc biệt. Dòng máy bay trực thăng tấn công này đã chứng minh hiệu quả trong cuộc xung đột tại Syria, và giờ đây chúng lại một lần nữa chứng tỏ vai trò rất quan trọng trong chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga. Các bạn thân yêu ơi, hãy mau nhấn like, chia sẻ, đăng ký subscribe kênh Sa Bàn Quân Sự để nhận tin mới nhất về chính trị quân sự trong nước và quốc tế nhé!